Hello anh em, hôm qua sau trận giao lưu với thầy Tabi thì khá nhiều anh em hỏi mình cách sử dụng Neymar hiệu quả. Thì hôm nay mình lên clip để hướng dẫn anh em luôn. Vì thể hình mỏng này, tranh chấp yếu nhưng bù lại Neymar có kiểu rơi bóng EC và đè C khá là khó chịu. Với anh em nào thuần được, nó như con lươn vậy, rất khó để động vào người. Tất nhiên cái đầu tiên anh em nên biết đó là đè C và nháy double hướng. Thầy Tabi còn không lấy được bóng thì anh em yên tâm áp dụng được tất cả các danh. Như thế này thì Gabi theo mình khá là gắt nhưng vẫn không lấy được bóng vì mình đã khiển Neymar nháy C đồng thời chuyển hướng luôn sao cho Neymar lúc quay lưng về phía cầu thủ của thầy Gabi kết hợp với cả Rombon để xoay người được nhanh hơn. Trong phòng tiếp theo này mình vẫn quyết định xông thẳng vào phòng cấm mà không sợ hậu vệ trước mặt là bởi thầy Gabi đang điều trò con Caravaca. Cái trò này thì khá ít anh em để ý. Tiếp theo sẽ là double hướng thì cũng đơn giản thôi, anh em cứ theo công thức trái phải hoặc lên xuống đấy, mà hướng ngược lại. Nói chung thì nói thì có vẻ dài thôi nhưng mà trong game tình huống nó diễn ra rất là nhanh, đòi hỏi anh em phải nảy số là cực kỳ nhạy. Kỹ thuật tiếp theo sẽ là Rombon cộng EC. Cái này đòi hỏi anh em phải timing thật là chuẩn vì chỉ cần lệch một nhịp thôi thì sẽ bị hậu vệ cắt bóng ngay. Đầu tiên anh em phải nhìn thật nhanh xem đối thủ đang đổi trỏ và cầu thủ nào. Cụ thể ở đây thì Gabi đang cầm Wan-Bissaka với ý định tắt bóng. Lúc này Neymar chỉ có một duy nhất hướng sang bên này, khoảng cách là vừa đủ để thực hiện một pha CAS. Ở tình huống tiếp theo sau khi Wan-Bissaka bị chớ, thầy Gabi tiếp tục sử dụng Rudiger. Mình đã kịp nhìn ra và đây là một khoảng cách rất là lý tưởng để mình thực hiện một pha Rombon kết hợp với cả EC lùi lại, sau đó kết thúc bằng pha DD mạnh. Bigame.com đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy làm ôi, thêm trái đá phạt nữa donate. Ôi nhẹ quá nhở. Hay hay hay, quả hay. Đâu, quả này hay. Xin thầy biết được. Ôi quả này phải khen nha, quả này có lời khen TG nha, quả hay. Đó. Quả này về của bóng đúng đúng hay luôn.